tháng 6 năm 2020 của ban tổ chức giải bóng truyền hơi huyện Lục Yên năm 2020, giải bóng truyền hơi huyện Lục Yên năm 2020 được tiến hành thi đấu từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 6 với sự có mặt của 37 đội bóng đến từ 25 cơ quan, doanh nghiệp, câu lạc bộ, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua 3 ngày thi đấu khẩn trương, sôi nổi, hấp dẫn với 66 trận đấu đã giành được nhiều sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tạo được sự lan tỏa không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công đại hội đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 22 hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng bộ tỉnh Yên Bái 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2020. Hôm nay ngày 27 tháng 6 năm 2020, ban tổ chức tiến hành lễ bế mạc giải bóng truyền hơi huyện Lục Yên năm 2020. Đây là sân chơi bổ ích và là cơ hội cho các vận động viên có cơ hội được thi đấu, cọ sát, thể hiện mình và thông qua giải nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao nói chung và toàn bộ môn bóng truyền hơi nói chung riêng, được rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực cho nhân dân. Tới dự lễ bế mạc, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lâm Thu Hà, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí Nguyễn Thanh Thắng, giám đốc trung tâm truyền thông và văn hóa huyện, phó trưởng ban tổ chức giải, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tới dự lễ bế mạc còn có các đồng chí thành viên trong ban tổ chức giải, các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn có đội bóng tham dự giải, cùng phóng viên trung tâm truyền thông và văn hóa của huyện, các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên của các đội bóng xin được nhiệt liệt chào mừng. Sau đây là phần công bố của giải đấu. Về giải 3, xin mời đội nam xã An Phú, lứa tuổi trên 45 tuổi. Đội nam xã Liêu Đô, lứa tuổi dưới 45 tuổi. Xin mời đại diện hai đội chúng ta lên trước kỳ đài. Xin mời đội nữ xã Yên Thắng, đội dung trên 45 tuổi. Và đội nữ đảng ủy doanh nghiệp dưới 46 tuổi. Xin mời đại diện bốn đội chúng ta lên trước kỳ đài ạ. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Anh Tuấn, phó giám đốc trung tâm truyền thông và văn hóa, thành viên ban tổ chức lên trao giải 3 gồm cờ, giải thưởng trị giá 700.000 cho các đội đạt giải 3. Xin mời đồng chí. Cho em nhờ tí nhá, em xin lỗi nhá. Xin được chúc mừng các đội đã đạt giải 3 của giải bóng truyền hơi năm 2020. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin mời đại diện đội nam xã Minh Tiến, lứa tuổi trên 45, đội nữ Minh Xuân, lứa tuổi trên 45 và đội nam Hoàng Văn Thụ, đội nữ trường Trần Phú, lứa tuổi trên 46 lên trước kỳ đài ạ. Đây là các đội, bốn đội đã đạt giải nhì. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Anh Tuấn, phó giám đốc trung tâm truyền thông văn hóa lên trao các giải nhì cho bốn đội đã đạt thành tích. Chúc mừng các đội đã đạt giải nhì ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin mời tất cả các cầu thủ của đội nữ trên 45 tuổi, xin mời đội thị trấn Yên Thế ạ. Đây là đội đã đạt giải nhất của lứa tuổi nữ trên 46 ạ.
Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Phát Thắng, giám đốc trung tâm truyền thông và văn hóa, phó ban tổ chức giải lên trao giải nhất cho các cầu thủ lứa tuổi trên 46 nữ ạ. Giải nhất gồm cờ và giải thưởng trị giá 1.200.000 đồng ạ. Thì quý khán giả chúng ta cho một tràng vỗ tay chúc mừng các cầu thủ nữ tên 6 ạ. Xin được trân trọng cảm ơn các cầu thủ và cảm ơn đồng chí ban tổ chức có ban tổ chức. Tiếp theo, ban tổ chức xin mời toàn bộ đội bóng tuyển nam của trường phổ thông trung học Hoàng Văn Thụ đội đã đạt giải nhất lứa tuổi trên 46 tuổi. Xin mời toàn thể của đội bóng tuyển nam ạ. Một hai đồng chí của trường Hoàng Thụ lên đại diện ạ. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lông Thu Hà, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy lên trao giải nhất cho các cầu thủ nam Hoàng Văn Thụ ở lứa tuổi trên 46 tuổi ạ. Xin được chúc mừng các cầu thủ nam trường phổ thông trung học Hoàng Văn Thụ. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đội trung học phổ thông trung học Hoàng Văn Thụ đội đã đạt giải nhất lứa tuổi dưới 4 năm. Xin mời cả đội chúng ta lên ạ, trước kỳ đài để nhận giải nhất ạ. Xin mời cả đội chúng ta lên ban tổ chức. Xin trân trọng và kính mời đồng chí Nguyễn Khắc Thắng, giám đốc trung tâm truyền thông và văn hóa, phó ban tổ chức giải lên trao giải nhất cho các cầu thủ nữ nội dung dưới 4 năm ạ. Cảm ơn các đồng chí. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể đội bóng truyền hơi lam của công ty Hoàng Phúc. Xin mời toàn thể chúng ta lên trước kỳ đài ạ. Công ty Hoàng Phúc đã giành giải nhất lứa tuổi dưới 4 năm của Lam. Ban tổ chức xin trân trọng và kính mời đồng chí Nông Thu Hà, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy lên trao giải nhất cho các cầu thủ nam dưới 4 năm của công ty Hoàng Phúc. Khán giả chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đội công ty Hoàng Phúc ạ. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, các vận động viên và quý khán giả, giải bóng truyền hơi vận động viên năm 2020 chào mừng thành công đại hội đảng bộ huyện Tổng Yên lần thứ 22 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức giải, cảm ơn sự ủng hộ.